Vâng, tiếp tục thông tin về sự việc một bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy khám tim siêu tốc chỉ 2,5 phút đã khám cho 5 bệnh nhân đã gây ra sự băn khoăn tranh cãi của nhiều người trong những ngày qua. Phần lớn thì mọi người đều cho rằng cách khám bệnh của bác sĩ này là quá nhanh và rất khó để có thể phát hiện ra tình trạng bệnh của từng người. Trước những thông tin trái chiều từ dư luận thì ngày hôm nay bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã có trả lời chính thức với các cơ quan báo chí về sự việc trên. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết sự việc trên được xác định xảy ra tại phòng khám nội thần kinh tại khoa khám bệnh của bệnh viện. Vị bác sĩ khám tim siêu tốc là phó khoa nội thần kinh. Clip cho thấy bác sĩ này khám 5 bệnh nhân trong 2 phút 30 giây, trong đó nghe tim chỉ từ 2 đến 3 giây một bệnh nhân. Bác sĩ trên đã viết bản tường trình và cho biết đây là những bệnh nhân tái khám nội thần kinh, không liên quan đến tim mạch. Đồng thời thừa nhận việc nghe tim như vậy là sai sót, không đủ thời gian để nghe tính chất của tim. Bác sĩ Phạm Thanh Việt, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết, nếu các bệnh nhân này khám ở chuyên khoa tim mạch thì lỗi bác sĩ rất nặng. Ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu tất cả các khoa phòng xem lại cách làm việc và phải theo quy định khám chữa bệnh. Hiện vụ việc trên đã giao cho lãnh đạo khoa nội thần kinh để đánh giá mức độ thiếu sót. Hình thức xử lý sẽ có sau 1 đến 2 tuần nữa. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết là vị bác sĩ này đã công tác lâu năm tại bệnh viện và có nhiều kinh nghiệm, cũng là người cẩn thận, làm việc chu đáo. Tuy nhiên, theo quy định khám chữa bệnh thì bác sĩ phải khám bệnh toàn diện, dù không liên quan tới tim mạch, vẫn phải nghe tim. Như bác sĩ cơ xương khớp, nếu như mà bệnh nhân tới khai gãy chân thì không chỉ là khám chân bị gãy mà thôi, mà phải khám toàn diện cho người bệnh. Đại diện bệnh viện cũng cho biết thêm là đo nhịp tim cho rõ để chẩn đoán bệnh thì hành động khám của bác sĩ này là không đủ thời gian. Trường hợp khám tim bình thường khi nghe các điểm của tim cũng cần 1 đến 2 phút. Nếu tim có tiếng lạ, bác sĩ sẽ nghe nhiều điểm hơn, thời gian nghe lâu hơn, có khi vài chục phút.